tốt nhất nào là với các Hà Nội. Và cua nhẹ có bạch cá nha. Không mình tôi thấy nó để cái gì vậy lộn. Cái dây lò này là cái thuốc, giống như là cái thuốc để xài cho cái bịch này nè. À, giống tài cha. Một dạng, cũng giống vậy. Cái này nó là bột luôn, ở ngoài cao quý mua là cái hộp. Nè, thấy không? Mua hai ran châu được tặng một con đen, một con lưu kim. Em đen không? Em đen rất là đẹp. Em khuyến mãi. Em lưu kim. Lưu kim mà còn nhỏ mà đầu gù về nha. Nhỏ nuôi bung. Tương lai là sẽ cho ngồi với anh Trần Sơn Tùng. Quen cá lớn cao chóc gió. Không có nhặt có mà hay. Nắp cắt riêng đi. Tôi chặt nó, chỉ là mình kéo lắm. Tôi đi. Trên đu cũng xòe thôi mà nhìn dưới đu dịch đứng rồi. Nguyễn đen thì nó vẫn nó bán được bao nhiêu tiền không biết được.